Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An phát trên sóng AM tần số 756 kHz và FM tần số 96,9 MHz. Hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Bến lức tăng tốc thu hoạch chất điểm vụ mía, họp mặt truyền thống cựu giáo viên và học sinh trung học kiến tượng, Cuối chương trình là phần tin trong nước và thế giới. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị bắt đầu theo dõi. Những ngày này, nông dân huyện Bến Lức đang khẩn trương thu hoạch dứt điểm vụ mía năm 2015-2016. Nguyên nhân dẫn đến lượng mía còn tồn động trong dân như hiện nay là do trước Tết giá mía xuống thấp. Người dân kéo dài chịu thu hoạch để chờ giá lên. Tuy nhiên, những ngày này giá mía cũng không mấy khả quan. Hiện nay mía được thương lái thu mua với giá 550 đến 600 000 đồng một tấn, nhìn chung năm nay người trồng mía trúng mùa nhưng không có lợi hoặc lợi rất ít vì giá bán thấp và chi phí nhân công quá cao, hiện giá thuê mướn nhân công từ 160.000 đến 180.000 đồng một tấn. Dự kiến chủ mía 2015-2016 của người dân trên địa bàn huyện Bến Lức sẽ thu hoạch dứt điểm vào cuối tháng 4 năm 2016. Hướng tới kỷ niệm 106 năm Ngày Quốc tế phụ nữ, Công đoàn Giáo dục huyện Mộc Quá phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức cuộc thi Cặp đôi ấn tượng năm 2016, tham dự hội thi gồm 14 cặp đôi là giáo viên nhân viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm biểu diễn thời trang, hiệu ý nhau và phần thi trả lời câu hỏi trách nhiệm xoay quanh các vấn đề về nuôi dạy con tốt, kiến thức gia đình và các nữ anh hùng dân tộc. Với sự chuẩn bị chu đáo, các cặp đôi đã đem đến tiết mục biểu diễn thời trang đầy màu sắc với nhiều màn trình diễn thời trang ấn tượng, nhận sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo các đơn vị bạn. Hội thi cặp đôi ấn tượng là dịp để các đơn vị trong ngành giáo dục, giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết, có cơ hội thể hiện tài năng khác bên cạnh việc giảng dạy tại trường. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải thưởng cho các cặp thi đạt thứ hạng cao trong các phần thi. Ban liên lạc hội cựu giáo viên và học sinh trung học Kiến Tường phối hợp với hội khuyến học thị xã, trường trung học phổ thông Kiến Tường, tổ chức họp mặt truyền thống thường niên. Bữa họp mặt có hơn 250 đại biểu là cựu giáo viên và học sinh trung học công lập Kiến Tường, trung học bán công Kiến Tường, cùng tập thể giáo viên và học sinh trường trung học phổ thông Kiến Tường tham dự. Đây là buổi họp mặt truyền thống hàng năm nhằm tạo điều kiện cho các cựu giáo viên và học sinh trung học Kiến Tường trước đây có dịp cùng nhau ôn lại những kỷ niệm, những tháng ngày khó khăn vất vả cống hiến công sức của mình cho sự nghiệp trồng người và cùng chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống đời thường. Buổi họp mặt còn là cầu nối gắn kết giữa các thế hệ thầy cô giáo và cựu học sinh trung học kiến tường với thế hệ đi sau làm động lực để thế hệ trẻ luôn phấn đấu hết sức mình cho giáo dục ngày càng phát triển, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Nhân buổi họp mặt, tập thể cựu giáo viên và học sinh trung học kiến tường đã trao tặng 10 chiếc xe đạp, 1.000 cuốn tập, 500 áo thun và áo sơ mi, 31 suất học bổng tiếp sức cho các em học sinh nghèo tới trường. Dịp này, Hội khuyến học tỉnh Long An và Ủy ban nhân dân thị xã Kiến Tường đã trao giấy khen cho tập thể cựu giáo viên và học sinh trung học Kiến Tường vì đã có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp giáo dục, góp phần thúc đẩy phong trào khuyến học khuyến tài và xây dựng xã hội học tập ở địa phương. Trong thời gian gần đây, các trường học trên địa bàn quyền Bến Lức tích cực đưa nhiều trò chơi dân gian vào các hoạt động giáo dục trong nhà trường. Điều này có ý nghĩa quan trọng, vừa tạo ra sân chơi bổ ích cho học sinh, vừa giúp các em rèn luyện sức khỏe và điều quan trọng là giúp các em có ý thức bảo tồn những nét đẹp truyền thống văn hóa dân tộc. Trường tiểu học Mai Thị Non là một trong số những trường học tổ chức được nhiều trò chơi dân gian cho học sinh, với đặc điểm dễ chơi gần gũi, các trò chơi dân gian Việt Nam dễ dàng cuốn hút các em. Sự háo hức, niềm vui và tính tò mò, thậm chí ngạc nhiên thể hiện rõ trên gương mặt của các em. Đây thực sự là một hoạt động bổ ích nhằm giảm bớt căng thẳng sau những giờ học tập mệt mỏi. Em Nguyễn Minh Thư, lớp 51 trường tiểu học Mai Thị Non phấn khởi nói. Trong những giờ hoạt động ngoài giờ, giờ lên lớp, hay giờ ra chơi, những ngày lễ, ngày hành lập đội, thì dưới sự hướng dẫn của thầy cô, chúng em được tham gia những trò chơi, chơi dân gian. Khi tham gia, chúng em cảm thấy rất vui vẻ và hứng thú. Ngoài ra và giờ ra chơi, em còn tham gia chơi những trò chơi dân gian cùng với bạn em ở sân trường, giúp em cảm thấy thoải mái hơn sau những giờ học mệt mỏi. Đặc biệt, ngoài ra, vào dịp Tết Bính hơn năm nay, nhà trường có xây dựng góc quê hương và em được thầy cô hướng dẫn tham quan, giúp em hiểu thêm về nền truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta và giúp em yêu thêm đất nước mình. Em mong nhà trường sẽ xây dựng thêm những góc quê hương như vậy để và tổ chức thêm những trò chơi để em có thể trải nghiệm tham gia để có những phút tuyệt vời nhất trong hoạt động. Việc đưa các trò chơi dân gian vào các hoạt động trong nhà trường không chỉ có ý nghĩa thư giãn mà còn rèn luyện cho học sinh những kỹ năng mềm cần thiết thông qua đó giúp các em biết thêm, yêu thêm những nét văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình và nhận ra giá trị của lao động. Không chỉ các em học sinh hứng thú tham gia các trò chơi mà ngay cả các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo cũng cảm thấy phấn khởi khi các em học sinh có hoạt động tràn luyện ý nghĩa thiết thực. Sân chơi này không những giúp các em có được những phút giây thư giãn thoải mái bên bạn bè, giải tỏa bớt căng thẳng và áp lực trong học tập, mà còn hướng các em đến giải trí lành mạnh, hạn chế dần các trò chơi điện tử, trò chơi bạo lực khác. Bên cạnh đó, nhà trường còn tạo điều kiện bố trí một góc trưng bày với chủ đề quê hương, Tại đây, quy tụ một số nét đặc trưng riêng của làng quê Nam Bộ như nhà lá, giới nền đất, cổng rào, hàng rào đều được làm bằng tre, thảm cỏ, cây xanh, bụi tre, bụi chuối, ụ rơm, giếng nước. Góc học tập mới lạ này được Trường xây dựng trong năm 2015-2016 với mục đích tạo môi trường học tập thân thiện và giáo dục cho học sinh về tình yêu quê hương đất nước. Các giá trị truyền thống, cội nguồn của dân tộc, em Phạm Hữu Phát, học sinh lớp 51, trường tiểu học Mai Thị Non nói. Dạ theo em, ý nghĩa về gốc quê hương là nó giúp em nó giúp em tránh xa những trò những những trò chơi không lành mạnh, những những game bạo lực sau giờ học và giúp em thoải mái. Em, em thấy trò chơi dân gian là tạo cho em những cảm giác lành mạnh và kết nối hơn với bạn bè. Và giúp em tránh xa những trò chơi bạo lực. Nó giúp em kết thêm được nhiều bạn. Việc tổ chức các hoạt động văn hóa dân gian đã góp phần đưa phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực trong nhà trường đi vào chiều sâu chất lượng. Mô hình thực sự là một sân chơi bổ ích thiết thực giúp học sinh rèn luyện nhân cách, kỹ năng trong cuộc sống. Việc vui chơi lành mạnh còn giúp các em thêm hào hứng để học tập và sống hồn nhiên hơn, tránh xa các tệ nạn xã hội đang rình rập. Cô Nguyễn Thị Cầm, hiệu trưởng trường tiểu học Mai Thị Non cho biết. Riêng đối với trường tiểu học Mai Thị Non, trong thời gian qua, ngoài cái việc mà tổ chức giảng dạy kiến thức cho các em học sinh thì nhà trường chúng tôi còn tập trung à, tổ chức cho các em cái công tác giáo dục ngoài giờ ví dụ như là đưa những cái trò chơi dân gian vào trong những cái tiết à, giáo dục à, tập thể rồi giáo dục kỹ năng sống đưa những cái giá trị những cái truyền thống văn hóa à, của đất nước của con người Việt Nam để qua đó nhằm à, giúp cho học sinh cái nhớ về cội nguồn của dân tộc tự hào về quê hương đất nước của mình. Đất nước ta đang hội nhập sâu rộng vào thế giới thì việc tổ chức các trò chơi dân gian trong nhà trường là cơ hội để giúp lưu truyền văn hóa dân gian, đồng thời giúp các em học sinh những chủ nhân tương lai của đất nước rèn luyện nâng cao ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Sau đây mời quý vị theo dõi phần tin trong nước và thế giới. Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ của Ban Nội chính Trung ương đã được tổ chức sáng 29 tháng 2 tại Hà Nội. Quỹ viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Vinh, Quỹ viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã đến dự. Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã công bố quyết định số 22 Quy đề NSTW ngày 26 tháng 2 năm 2016 của Bộ Chính trị về việc bổ nhiệm Quỹ viên Trung ương Đảng Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương thay mặt Bộ Chính trị ra quyết định và chúc mừng ông Phan Đình Trạc. Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Quynh tin tưởng, ông Phan Đình Trạc tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm và sự năng động sáng tạo cùng các vị lãnh đạo, ban và tập thể cán bộ đảng viên công chức Ban Nội chính Trung ương hoàn thành tốt nhiệm vụ được đảng giao, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 12 của đảng. Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phan Đình Trạc bày tỏ niềm vinh dự và xúc động được Bộ Chính trị giao trọng trách trưởng Ban Nội chính Trung ương, khẳng định trước yêu cầu nhiệm vụ mới sẽ cố gắng nhiều hơn nữa cùng các vị lãnh đạo cán bộ công chức ban nội chính trung ương đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu có hiệu quả cho bộ chính trị ban bí thư ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng lãnh đạo chỉ đạo tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian tới đáp ứng yêu cầu của đảng và mong muốn của nhân dân Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có cuộc điện đàm thảo luận Việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn tại Syria. Trong cuộc điện đàm theo sáng kiến từ phía Nga, hai quan chức Nga và Mỹ đã trao đổi những đánh giá về việc thực thi thỏa thuận ngừng các hoạt động giao chiến tại Syria, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc phối hợp chặt chẽ về mặt quân sự giữa hai nước. Với tư cách là đồng chủ tịch nhóm quốc tế ủng hộ Syria, hai bên cũng thể hiện quan điểm phản đối hành động tung những thông tin mang tính khiêu khích về việc không tuân thủ lệnh ngừng bắn tại Syria. Thỏa thuận ngừng bắn ở Syria do Nga và Mỹ nằm trung gian bắt đầu có hiệu lực từ 0 giờ ngày 27 tháng 2 giờ địa phương, tức 5 giờ sáng cùng ngày giờ Việt Nam. Thỏa thuận ngừng bắn liên quan đến chính phủ và các nhóm đối lập, nhưng không bao gồm tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng hay nhóm mặt trận ANURA có liên hệ với Al-Qaeda gần 100 phe nhóm đối lập với chính quyền Syria đã đồng ý tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn trong một diễn biến liên quan ngày 28 tháng 2, giới chức Mỹ tuyên bố các bên tham gia ngừng bắn ở Syria cần trao cơ hội cho hòa bình sau khi có báo cáo về các vụ vi phạm lệnh ngừng bắn trong ngày thứ hai kể từ khi có hiệu lực. Các hãng tin nhà nước Venezuela thông báo nước này và Colombia trước đó một ngày đã mở lại có thời hạn cửa khẩu biên giới để các xe tải trọng tải lớn đang kẹt nước bên kia được hồi hương trong vòng 5 tiếng mở cửa tổng cộng 300 xe tải thuộc chủ sở hữu Venezuela bị kẹt tại Colombia và 60 xe tải Colombia bị kẹt tại Venezuela trước đó đã trở về nước. Tuy nhiên các xe này không được phép chuyên chở hàng hóa. Việc mở cửa biên giới là bước đi mang tính thiện chí đầu tiên của Venezuela sau khi đóng cửa biên giới với nước láng giềng từ tháng 8 năm ngoái sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp phòng chống nạn buôn lậu tài nguyên, đặc biệt là xăng dầu theo nhiều cấp độ sang Colombia. Một nguyên nhân quan trọng khác dẫn tới quyết định này là sự thâm nhập các nhóm tội phạm bán quân sự cực hữu từ Colombia vào Venezuela và tình trạng mất an ninh gia tăng tại vùng biên giới. Tuy nhiên, Venezuela cho biết vẫn chưa quyết định ngày cho phép các cửa khẩu biên giới với Colombia trở lại hoạt động bình thường. Theo AFP, Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 28 tháng 2 tuyên bố rằng châu Âu không thể cho phép Hy Lạp rơi vào hỗn loạn bằng việc đóng cửa biên giới của các nước thuộc Liên minh châu Âu EU đối với người tị nạn. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, bà Merkel nêu rõ liệu bạn có nghiêm túc tin rằng tất cả các nước châu Âu năm ngoái đã đấu tranh bằng mọi cách để giữ Hy Lạp ở lại khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu Eurozone, mà một năm sau đó có thể cho phép Hy Lạp rơi vào hỗn loạn các nước EU do lo ngại an ninh và nguy cơ đổ dở khu vực tự do đi lại Schengen, gần đây đã nhất trí tăng cường kiểm soát chặt chẽ biên giới bên ngoài đối với tất cả những người nhập cảnh vào EU, ngay cả Đức, quốc gia có chính sách mở cửa đối với người di cư, cũng đã có kế hoạch hạn chế người tị nạn. Theo nhà chức trách Hy Lạp, hiện có hơn 20.000 người tị nạn và di cư đang bị dồn ứ tại quốc gia cửa ngõ của EU này. Tổng thống Bolivia Evo Morales đã khẳng định, cam kết giảm tỷ lệ đói nghèo xuống 8% trong năm 2020 và xóa bỏ hoàn toàn tình trạng tiêu cực này vào năm 2025. Phát biểu trước hàng trăm người ủng hộ tại tỉnh Trừng Núi, trên gas, tổng thống Morales cho biết năm nay sẽ đầu tư 8 tỷ đô la Mỹ vào lĩnh vực sản xuất, làm đường, xây dựng nhà máy thủy điện, bệnh viện, trường học và các cơ sở hạ tầng khác phục vụ phát triển kinh tế, đồng đều và cải thiện đời sống nhân dân tại các vùng miền khó khăn. Nhà lãnh đạo cánh tả Bolivia cam kết tiếp tục thực hiện chương trình Ái quốc hai thế kỷ, trong đó đề ra 13 trụ cột phát triển đất nước gồm giảm nghèo, chăm sóc y tế toàn dân, giáo dục, thể thao, giành là chủ quyền, tài nguyên thiên nhiên và công nghiệp hóa. Chương trình được đưa ra nhằm hướng tới kỷ niệm 200 năm ngày Bolivia giành độc lập 1825-2025. Trong khuôn khổ cuộc họp lần thứ 12 Ủy ban Kinh tế và Thương mại chung Trung Quốc Dương Quốc Anh diễn ra tại Birmingham, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành nói Bắc Kinh và London Đôn đang đứng trước cơ hội ngàn năm có một để phát triển hợp tác kinh tế và thương mại song phương. Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Cao Hổ Thành cho hay cả hai chính phủ đã rất nỗ lực để nâng quan hệ thương mại và kinh tế song phương cùng có lợi lên một tầm cao mới với hợp tác sâu rộng và đa cấp. Bộ trưởng tin rằng ba yếu tố khởi động kế hoạch 5 năm lần thứ 12 của Trung Quốc kiện nguyên vàng trong mối quan hệ Trung Quốc-Dương Quốc-Anh cùng những cải cách về cơ cấu kinh tế và phát triển bền vững mà cả hai chính phủ theo đuổi sẽ mang lại những cơ hội hợp tác hiếm có cho đôi bên. Nhà lãnh đạo này cũng đề xuất hai nước nên kết nối trên phương diện các chiến lược kinh tế, khai thác tiềm năng thương mại và mở rộng các dịch vụ thương mại, đồng thời bày tỏ tin tưởng London sẽ giữ vai trò đi đầu của khối liên minh châu Âu-EU trong việc thúc đẩy việc ký kết các thỏa thuận đầu tư giữa Trung Quốc và châu Âu, cũng như các nghiên cứu về tính khả thi, của một khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc châu Âu. Về phía Luân Đôn, quốc dụ khanh về kinh doanh, sáng tạo và kỹ năng của nước Anh, Sajid Javid cho biết xứ sở sương mù luôn sẵn sàng để mạnh hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước và sẽ tăng cường thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Giờ rồi là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Trụ hình Long An. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình thời sự sau.